Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức chương trình Ngày hội Thanh niên Dân tộc Thiểu số, Tín đồ Tôn giáo và phát động 60 ngày thi đua cao điểm chào mừng đại hội. Chương trình Ngày hội Thanh niên Dân tộc Thiểu số, Tín đồ Tôn giáo diễn ra tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc Chăm sinh sống. Đây là một hoạt động nằm trong hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi yêu Bình Dương số 3 năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng 7 với chủ đề Thanh niên đến với dân tộc thiểu số. Hành trình nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước, con người. Từ đó, thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ích, có ý nghĩa. Đồng thời, hành trình cũng là cầu nối giới thiệu nét đẹp của vùng đất con người Bình Dương, nghĩa tình hiếu khách đến bạn bè trong và ngoài nước. Tham gia với chương trình này làm cho em cảm thấy vui vẻ và nhiều kỷ niệm. Các bạn sẽ được đến để mà tham quan các cái di tích lịch sử như là làng cao su Pháp Thuộc, rồi các bạn sẽ đến ngay làng Chăm Minh Hòa để thực hiện các cái an sinh xã hội, tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi. Bên cạnh đó là tặng những cái phần quà như là tập sách, rồi nhu yếu phẩm để dành cho tất cả các em thiếu nhi. Tại chương trình, tỉnh đoàn Bình Dương đã phát động 60 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 với các nội dung trọng tâm như tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số, đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, giáo dục truyền thống cách mạng, phát hiện, tôn vinh gương điển hình trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Qua đó khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của tuổi trẻ trước thềm đại hội. Thông qua cái đợt thi đua phát động cao điểm này thì là mỗi bạn thanh niên sẽ có một công trình, một phần việc thiết thực để mà góp vào trong những cái chuỗi hoạt động cao điểm chào mừng đại hội đoàn. Dịp này, tỉnh đoàn Bình Dương trao mô hình hỗ trợ kinh tế trợ giúp một thanh niên dân tộc thiểu số, tặng 300 phần quà và 20 suất học bổng tiếp sức đến trường cho trẻ em nghèo, khám bệnh miễn phí hậu COVID-19 cho 300 đồng bào dân tộc Chăm và tặng quà 10 gia đình đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị toàn bộ các quà tặng và hoạt động gần 350 triệu đồng.